Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì lại là mình phải tiếp tục với cái chuỗi video về thực tập môn vi sinh lý các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu với một cái thuật toán mới các bạn. Là mình cũng với một cái bộ kit thí nghiệm cũ, nhưng mình hôm nay mình sẽ kết nối với gì các bạn? Kết nối với bốn con lét đơn nha các bạn. Mà ở đây mình sẽ viết một cái chương trình kết hợp bốn con lét đơn này với một cái bàn phím này luôn các bạn. Đó, thì ở video trước thì mình đã có hướng dẫn các bạn về việc sử dụng cái bàn phím này và một số chương trình cơ bản về cái bàn phím này rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ viết một cái thuật toán, một cái sụp mới. Thì ở đây để mình trải cho các bạn sơ lược, các bạn nắm về cái cách hoạt động của cái thuật toán của mình sắp phải sửa biết nha. Thì mới bắt đầu vào á thì mình sẽ nhấn cái bàn phím này các bạn. Ví dụ như mình nhấn cái số từ 0 tới 9, mình nhấn số nào cũng được và mình nhấn liên tục với nhau thì các bạn sẽ nhận thấy cái điều gì nó sẽ xảy ra nha các bạn. Để rõ nhất nha, mình sẽ nhấn cho các bạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luôn cho nó theo nha. 1 hai đó, các bạn thấy không, các bit khi mình nhấn vào nè, khi mình nhấn số 2 nó giải mã và nó hiển thị lên đây đây, xong rồi nó như số 1 đi, mình nhấn số 1 nó giải mã nó hiển thị lên đây, sau đó số 1 này nó phải dịch qua bên đây để nó nhường cho vị trí mã phím tiếp theo các bạn đó. Ba bốn năm sáu bảy tám chín, hơi chậm xíu các bạn. Đó. Và một cái vấn đề ở đây nữa là mình sẽ nhấn thêm một cái phím để nó lùi cái về cái trạng thái trước đó của các bạn, trước đó của nó các bạn. Thì ở đây mình cho là phím dấu ích đi, thì dấu ích này đối với bàn phím này thì mã phím nó là bao nhiêu các bạn? 10, 11, 12 và 13. Vậy là khi mình nhấn dấu ích với cái mã phím là 13 thì nó trạng thái nó sẽ quay lại như thế nào các bạn? Đây, nhấn hồi nãy các bạn nhớ là 5 6 7 8 rồi mình nhấn phím 9 thì mới là 6 7 8 9 các bạn. Giờ mình nhấn nè, lùi nè, 5 6 7 8 thấy không? Bắt đầu giờ nó lùi về được con số 4 nè. 4 5 6 7. Tiếp theo là 3 4 5 6. Tiếp theo là 2 3 4 5. Tiếp theo là gạch 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 gạch. Thì ở đây tại sao nó lại gạch gạch các bạn? Thì cái này các bạn có thể phát triển về cái chương trình các bạn lên. Vì ở đây mình chỉ sử dụng là mình chỉ cho nó nhớ có bốn cái trạng thái nè. Nó chỉ nhớ cái bốn trạng thái trước đó thôi và nó chỉ có thể lùi về bốn trạng thái thôi. Đó. Thì cơ bản cái chương trình của mình là vậy thôi các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ chuyển về qua phần code nha các bạn. Về phần code của nó như thế nào? Đây phần code của nó mình đã bị dịch nãy luôn nè. Thì mình để mình kéo lên. Đây là mình sẽ xài một cái thư viện của bộ kit thí nghiệm, bộ kit thí nghiệm của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây là mình có một cái thư viện thêm nữa, thư viện của cái bàn phím. Thì ở video trước thư viện bàn phím này á là do thầy mình viết các bạn. Đó, mình sẽ khởi tạo IK và Undo. Cái Undo này các bạn không cần quan tâm đâu các bạn. Thì để cái Undo này để mình phát triển thêm thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái chuỗi, một cái chuỗi gồm có bốn phần tử, nó tên là dữ liệu 4 led 7 đoạn, mình viết tắt nha các bạn. Các bạn có thể đặt tên theo các bạn tùy ý thích thôi các bạn. Thì đây mình có bốn thằng nè, 1 2 3 4. Nhiệm vụ của bốn thằng trong cái chuỗi này là làm gì? Thì mình cho nó một cái nhiệm vụ. Này cái chuỗi này nè, mình cho nó một cái nhiệm vụ là nó có đảm nhận cái nhiệm vụ là sẽ xuất ra 32 mình sẽ xuất ra bốn con led đơn các bạn. Đó, nhiệm vụ của nó là vậy. Và một cái biến nữa là biến lưu trữ. Và một cái chuỗi lưu trữ, chuỗi lưu trữ này gồm 8 phần tử. Tại sao mình lại đặt 8 phần tử các bạn? Các bạn có thể phát triển nó nhiều phần tử hơn, nhưng mà trong cái bài ví dụ nãy mà mình vừa chạy chạy thử bên Rotate cho các bạn xem á thì như thế nào, nó chỉ nhớ được bốn trạng thái thôi các bạn. Đó, thì khi mà nhớ bốn trạng thái nó phải xuất ra ngoài bốn trạng thái, thì và nó nhớ bốn trạng thái thì lúc này thì cái chuỗi mình phải có nhiều phần tử, phải có 8 phần tử các bạn. Các bạn có thể phát triển thêm nhiều modem led đơn hơn, đúng không? Đúng rồi, mình có thể nói nhiều thêm mà. Đó, mình có thể phát triển cái chuỗi dữ liệu này nó nhiều hơn các bạn. Đó, thì ở đây tại sao là mới đầu vô, thì mới đầu vô các bạn thấy là bốn con led đơn của mình đều tắt hết, đúng không các bạn? Thì mình phải tìm hiểu một cái đặc điểm nữa là con led đơn chúng ta đang sử dụng ở đây là gì. Đây là con led đơn mà mình sử dụng các bạn, là led anode chung. Led anode chung là như thế nào? Led anode chung là bit một nó sẽ tắt, bit không và nó sẽ sáng đó các bạn. Thì mới đầu vô mình xét nguyên cái chuỗi dữ liệu này đều là một hết, nghĩa là mới vô nó tắt hết các bạn, nó không có gì cả. Thì đầu tiên về cái chương trình thì mới vào thì chúng ta phải set up IC chốt, set up bọt này nọ kia các bạn. Thì tiếp theo là mới vào á thì cái chương trình bốn con led đơn này nó đâu hiểu là nó phải xuất cái gì ra ngoài đâu, thì mình phải đưa liền giá trị vô cho nó các bạn. Thì xuất led 7 đoạn bốn số là cái hàm này cũng sẽ nằm ở trong cái thư viện luôn các bạn. Để chúng ta xuất ra ngoài led đơn thì nó sẽ lấy cái gì? Led đơn lấy giá trị của chuỗi ở vị trí 0, vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, là lấy cái này ra. Thì lúc này như thế nào? Nó sẽ xuất ra 0xFF, nghĩa là một hết nghĩa là như thế nào? Là nó tắt hết các bạn. Đó. Tiếp theo về phần chương trình. Đầu tiên mình có lệnh qua tru để vòng lặp các bạn, vòng lặp coi như lúc nào cũng đúng và nó lặp vô hạn các bạn. Thì mình xài hàm key 4x4 để làm gì? Ở video trước thì mình đã nói rồi, hàm key 4x4 này dùng để tìm kiếm, nó dùng để nó dạ dịch ra là chúng ta đang nhấn phím đó thì tương ứng với mã phím là bao nhiêu.
Đây các bạn, như khi chúng ta nhấn phím 1 thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây là 10, 11, 12, 13, 14 và 15 các bạn. Đó, mình chỉ quan tâm tới số này thôi, là số 13, mã phím nó bằng 13 các bạn. Đó, thì mình mới đầu vô là mình phải kiểm tra liền là cái mã phím nó bằng bao nhiêu khi chúng ta nhấn các bạn. Và ở đây mình có câu lệnh if mã phím khác không ít FF, nghĩa là sao? Mới đầu vô khi cái bàn phím keypad đó chúng ta không nhấn thì nó cái trong thư viện nó hiểu là lúc này cái bàn phím nó đang mang giá trị là không ít FF. Đó, khi mà chúng ta nhấn thì nó đã thay đổi giá trị rồi, thì nó cái dòng lệnh này nó nhận ra điều đó và nó bắt đầu thực hiện những cái câu lệnh ở bên trong như thế này các bạn. Đó, thì các bạn khoan hãy quan tâm những cái mà liên quan tới undo này các bạn. Đó, mình nói trên trước, nếu mã phím là bé hơn 9 là như mình nói đó, mình nhấn các phím từ 0 đến 9 nó sẽ nối tiếp nó truyền vào. Đó, nó truyền vào và nó truyền cái chuỗi dữ liệu đó, nó truyền nó dịch về bên trái các bạn. Đó, nó dịch về bên trái như nãy số 1 đây nè. Mình bấm mới đầu tiên số 1 là nó dịch ở đây. Sau đó mình bấm số 2, nghĩa là số 1 nó phải dịch qua đây và số 2 vào vị trí này các bạn. Đó, nó là 7. Thì mình xài dòng lọc for y đi từ 0 tới đi y bé hơn 7 y cộng cộng. Và cái biến lưu trữ này, biến lưu trữ y sẽ bằng cái giá trị lưu trữ sau nó. Đó các bạn, là sao? Là nó sẽ lấy dữ liệu như thế này nè các bạn. Đầu tiên á, nó vô là cái biến lưu trữ nè, dùng để chúng ta dùng lưu trữ giá trị các bạn. Thì mới đầu vô thì cái giá trị của con này nó sẽ lấy giá trị của con này nó thế qua đây, sau đó nó lấy giá trị của con này nó thế qua đây, sau đó lấy giá trị của con này thế qua đây, thằng này thế qua đây, thằng này thế qua đây, và sau đó là thằng này thế qua đây, thằng này thế qua đây, nó thế liền kề về cái đó các bạn. Thì đó là cái giá trị để nó dịch vào và nó lưu trữ. Vậy chúng ta có một cái tiếp theo là vòng lệnh for này xong thì chúng ta liền có lưu trữ cái chuỗi lưu trữ này ở phần tử thứ 7, thì nó sẽ bằng mã 7 đoạn mã phím các bạn. Thì coi như chúng ta nói mã 7 đoạn 7 phím thì mã phím bằng chúng ta như bằng 5 đi, thì lúc này mã phím chúng ta bằng 5 thì mã 7 đoạn nó cũng phải hiển thị lên 5. Đó, thì lúc này cái biến lưu trữ này nó sẽ lấy giá trị này nó để vào vị trí thứ 7, là nó để vào đây nè các bạn. Đó, khi chúng ta nhấn phím 1 thì nó đưa cái chuỗi dữ liệu 1 vào đây. Đó các bạn, đưa những cái chuỗi dữ liệu 1 vào đây liền. Đó, khi mà chúng ta nhấn thêm một cái phím nào nữa thì đó bắt đầu nó chuyển. Như chúng ta nhấn phím 2 thì bắt đầu nó chuyển số 1 này, nó chuyển qua đây và số 2 lại nằm ở vị trí này. Đó, đó là dòng lệnh for và cái dòng lệnh lưu trữ để chúng ta lưu trữ cái dữ liệu khi chúng ta nhấn phím vào. Tiếp theo, và cái vòng lệnh for này, k đi từ 0 tới k bé hơn 4, k cộng cộng là nó đi bao nhiêu lần? Nó đi 4 lần. Cái dòng lệnh for này dùng để như thế nào? Dùng để xuất ra ngoài các bạn. Dùng để xuất ra ngoài. Thì ở đây dữ liệu, cái này chúng ta hiểu, chúng ta gọi tắt đó là dùng để xuất ra ngoài đi. Cái xuất ra, cái chuỗi xuất ra ngoài này ở phần tử k thì sẽ bằng cái chuỗi dữ liệu ở phần tử thứ tư trở đi, là sao các bạn? Ở đây mình giải thích nha. Thì nếu k bằng 0 thì chúng ta sẽ lấy giá trị k bằng 0 thì chúng ta sẽ lấy cái lưu trữ này ở vị trí 4 cộng 0 là bằng 4. Đây, sau khi nó dịch vô rồi thì chúng ta nên nhớ là 4 cái ở đây nè, phần tử thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 dùng để chúng ta xuất ra ngoài các bạn. Dùng để chúng ta xuất ra ngoài, còn phần tử thứ 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 là dùng để chúng ta lưu trữ. Vậy khi mà chúng ta muốn nó xuất ra ngoài thì chúng ta phải chạy vòng lệnh 4 lần để chúng ta thay đổi cái chuỗi dữ liệu này các bạn. Chúng ta thay đổi cái chuỗi dữ liệu của nó là thay đổi cái chuỗi dữ liệu xuất ra ngoài này nè. Chúng ta sẽ lấy 4 phần tử, chúng ta sẽ lấy 4 phần tử nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 phần tử, 4 cái dữ liệu cuối của cái chuỗi này chúng ta chuyển vô hàng này. Đó, cái quy luật đó là vậy các bạn. Rồi sau đó chúng ta sử dụng hàm xuất 4 led đơn, 7 xuất 4 led 7 đoạn, 4 số để chúng ta xuất ra ngoài 4 led đơn. Thì chúng ta lấy giá trị ở phần tử của chuỗi dữ liệu mới là dữ liệu 0, 1, 2, 3. Đó, sau khi chúng ta lấy 4 này ra nè, 1, 2, 3, 4, 4 này chúng ta thay thế vào vị trí này. Đó, thì chúng ta sẽ lấy xuất này ra, 1 con led đơn, 2 con led đơn, 3 con led đơn và 4 con led đơn. Đó, thuật toán nói vậy các bạn. Vậy về còn phần undo, về phần khi mà chúng ta nhấn phím 13 các bạn, nhấn phím số 13 là dấu ích, thì lúc này cái phím nó sẽ bị trả lại, nó sẽ lùi về cái trạng thái nhớ của trước đó các bạn. Thì mình sẽ bỏ qua phần undo trước nha. Thì đầu tiên á, mình chạy một dòng lệnh for y đi từ 7 cho đến y lớn hơn 0 y trừ trừ, là sao? Lúc này cái biến lưu trữ chúng ta đã lưu trữ vô rồi, chúng ta đã lưu trữ vô 8 phần tử đó rồi, 8 cái giá trị đó rồi. Thì lúc này cái biến lưu trữ này, cái phần tử thứ với đây phần tử thứ 7 sẽ bằng như phần tử thứ 7 sẽ lấy cái giá trị của phần tử thứ 6. Đây, phần tử thứ 7 biến lưu trữ, sau khi chúng ta lưu trữ vô xong rồi các bạn, thì phần tử thứ 7 đây sẽ lấy giá trị của phần tử thứ 6, là lúc này nó lùi về các bạn. Đó,
như cái này là một cái giá trị khác đó đi, như này là A và B, thì sau khi chúng ta thực hiện chạy dòng lệnh for đầu tiên thì thằng B này nó sẽ bị mất và thằng A này sẽ thay thế giá trị cho thằng B này đó, mình ví dụ đó, thì nó cứ lặp lại vậy các bạn đó. Và cái biến lưu trữ ở vị trí trí không này bắt đầu bằng 0FF, tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta dịch vô rồi á thì cái đầu này nó trống các bạn, thì chúng ta bắt buộc phải thêm 0FF thôi, lúc này nó đâu còn nhớ trạng thái gì đâu đó. Tiếp theo về cái chúng ta lưu trữ, đó là chúng ta lùi, chúng ta nhớ trạng thái, sau đó chúng ta cũng phải xuất ra ngoài các bạn. Thì xuất ra ngoài thì nó cũng giống hệt ở trên kia, thì chúng ta cũng phải lấy bốn phần tử, chúng ta phải sell vô rồi chúng ta lấy ra thôi bạn, thì cũng vòng lệnh nè. Chúng cái này là cái xuất ra ngoài nè, thì bằng cái biến lưu trữ ở phần tử 4 trở đi đó. Sau khi chúng ta lùi nè, thằng này lùi về đây rồi lùi về, thằng này lùi về đây, thằng này lùi về đây, lùi 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 về, thì chúng ta vẫn lấy bốn phần tử đây, 1 2 3 4, chúng ta xuất ra bốn con ladder đó. Thì tóm là vậy. Vậy bây giờ có thêm một cái vấn đề nữa là khi undo nó chỉ nhớ bốn trạng thái thôi, nếu sau khi tiếp theo thì nó như thế nào? Tiếp theo khi nhớ bốn trạng thái thôi, nếu mà chúng ta nhấn thêm một lần thứ năm nữa thì nó sẽ không hiển thị ra đúng cái vị trí trước đó của nó, thì nó sẽ về là không, nó sẽ thiếu mất một phần tử các bạn đó. Thì mình phải thêm một cái nữa là mình phải thêm một cái biến là biến undo đó. Chúng ta mỗi lần chúng ta mới đầu vô là chúng ta cho undo bằng không, khi mỗi lần chúng ta nhấn cái phím 13 là phím undo các bạn, thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Vậy nếu khi mà chúng ta nhấn 4 lần các bạn, thì nó nhớ được 4 lần mà. Khi nó nhớ được 4 lần á, thì cái nguyên cái đóng đây nè là cái việc thực hiện lùi đó các bạn, và hiển thị á thì nó sẽ hiển thị ra được. Và khi else ngược lại, đây cái ngoặc của cái thằng undo bé 5 các bạn, đó là khi nó sẽ lùi và nó hiển thị ra được. Mà khi mà undo này chúng ta đã nhấn qua lần thứ 5 rồi, thì lúc này trong cái chuỗi lưu trữ chúng ta đâu có lưu trữ được phần tử nhớ thứ 5 đâu. Đó, nên nó sẽ như thế nào? Nó sẽ xuất ra ngoài, nhưng mà nó sẽ xuất ra ngoài thiếu các bạn. Đó, thiếu một số đi. Thì lúc này chúng ta phải hiển thị xuất hiện, chúng ta báo lên màn hình liền. Báo ở đây mình báo là cái dấu gạch ngang các bạn. Đó, thì cái mã của dấu gạch ngang là như vậy. Thì nó báo hiệu cho chúng ta biết là như thế nào. Đã lùi được 4 lần rồi. Nếu mà lùi nữa thì xuất ra, nếu mà chúng ta xuất ra 4 lét đơn thì nó sẽ bị sai. Đó, thì cái mục đích của chương trình là vậy. Đó, thì xong cái chương trình các bạn. Thì mình sẽ chạy lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Đó, mình chạy nè. Ví dụ như là 1 1 1 đi, 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 các bạn. Đó, giờ mình lùi lại nha, mình lùi lại 4 lần nè. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Lần thứ 5 nha các bạn, đây là lần thứ 5. Thì nó báo liền cái dấu này là nó sẽ không có nhớ được. Vậy trường hợp nếu mà chúng ta không có làm định undo đó, chúng ta không có để biến undo đó, và chúng ta không xử lý trường hợp undo đó, thì nó sẽ xảy ra trường hợp như thế nào? Thì mình sẽ bắt đầu mình làm lại với bạn. Thì mình sẽ không quan tâm tới thằng undo nữa. Những cái undo thì mình câu lệnh mà xử lý thằng undo á thì mình bỏ đi các bạn. Mình bỏ bỏ đi những cái thằng mà xử lý undo nha. Đây là những thằng mà xử lý thằng undo nè. Đó, mình bỏ cái undo đi, mình không quan tâm với cái undo nữa. Thì lúc này nó sẽ như thế nào các bạn? Để mình chạy thử nha. Nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng gì các bạn? Chạy được rồi các bạn, mình chạy lên nha. Thì lúc này mình nhấn nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Giờ thì cái chuỗi hồi nãy là mình gặp cái chuỗi ở trên á, nó chỉ nhớ là 4 phần tử thôi. Giờ mình sẽ undo về, mình sẽ cho nó lùi về 5 6 phần tử luôn, để coi nó sẽ nhớ được cái gì trong các bạn. Lùi về lần 1, lùi về lần 2, lùi về lần 3, lùi về lần 4, các bạn để ý nha, lùi về lần 5 nè, lùi về lần 5, nó sẽ không có giá trị trong đây các bạn. Vì như thế nào? Cái chuỗi mình lưu trữ nó chỉ lưu trữ được 4 phần tử thôi, nên ở đây nó sẽ không lưu trữ và nó trả về là không không XFF liền bạn đó. Khi chúng ta bấm lùi về thì nó sẽ mất số. Nó sẽ mất số đó, nó sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình của mình, nó chạy sai các bạn. Đó, thì với cái thuật toán như trên thì các bạn có thể phát triển thêm nhiều led đơn hơn, và coi chúng ta có thể phát triển thêm nhiều, nó có thể lưu trữ nhiều hơn, nó có thể lùi về nhiều hơn, đó là tùy vào cái khả năng sáng tạo của các bạn. Thì tới đây là video của mình đã xong về cái phần này rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào các bạn.